Ngày 26 tháng 5, tại Ban Quản lý rừng phòng hộ Lang Chánh, Ủy ban Nhân dân huyện đã tổ chức hội nghị triển khai công tác giải phóng mặt bằng quy hoạch khu vực Thác Mà Hào. Đồng chí Phạm Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện dự và chủ trì hội nghị. Tới dự còn có các đồng chí lãnh đạo các ban ngành cấp huyện, lãnh đạo xã Chí Năng, đại diện Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Mà Hào cùng các hộ dân thuộc diện di dời. Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Quản lý rừng phòng hộ Lang Chánh đã báo cáo dự kiến quy hoạch khu vực Thác Mà Hào, trong đó trọng tâm là quy hoạch vùng giãn dân làng 327. Theo đó, xuất phát từ tiềm năng, cảnh đẹp vốn có của Thác Mà Hào và lịch sử nghĩa quân Lê Lợi đã từng đóng quân tại khu vực núi Chí Linh, với mong muốn khu vực Thác Mà Hào, làng Năng Cát, khu rừng phòng hộ và Ban Quản lý rừng phòng hộ Lang Chánh đang được giao quản lý thuộc địa bàn hành chính xã Chí Năng trở thành khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng giải trí. Căn cứ vào quy hoạch 1/500 đã được phê duyệt, thì toàn bộ khu vực làng 327 phải được quy hoạch và quản lý khai thác sử dụng theo đúng quy định. Để nhanh chóng giải phóng mặt bằng thực hiện dự án, Ban Quản lý rừng phòng hộ Lang Chánh đã phối hợp với công ty Sông Mã khảo sát sơ bộ và đưa ra một số nội dung cùng các bước tiến hành quy hoạch dân cư làng 327. Theo như hiện trạng thời điểm này, làng 327 có 15 hộ dân với diện tích là 15 ha, trong đó có 5 hộ thuộc diện phải di rời hoàn toàn ra khỏi khu vực và một số diện tích của các hộ tại vị trí giáp ranh với đường giao thông. Theo kế hoạch, trước hết là 5 hộ thuộc diện phải di rời sẽ được chính quyền địa phương và các ngành chức năng làm thủ tục kiểm đếm bồi thường hỗ trợ di rời đến nơi ở mới cho các hộ trên cơ sở các quy định của nhà nước hiện hành. Tại hội nghị, các đại biểu đã đóng góp vào báo cáo dự kiến giải phóng mặt bằng làng 327 như khi di rời cần đảm bảo quyền lợi cho người dân, xây dựng kế hoạch di rời toàn bộ các hộ dân ra khỏi khu quy hoạch. Đối với tài sản trên đất doanh nghiệp nên tự thỏa thuận với người dân để bồi thường. Cần có quy hoạch đề xuất với tỉnh để chuyển đổi mục đích sử dụng đất, cấp đất ở lâu dài cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án. Khi xây dựng tái định cư phải có sự chấp thuận của Ủy ban Nhân dân tỉnh theo đúng quy hoạch 1.500 đã được phê duyệt, thực hiện sắp xếp lại cụm dân cư tạo thành làng du lịch sinh thái. Kết luận tại hội nghị, đồng chí Phạm Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đề nghị Ban Quản lý rừng phòng hộ, Công ty Đầu tư và Phát triển Mà Hào và xã Chí Năng cần phối hợp đưa ra kế hoạch cụ thể về diện tích nơi tái định cư để đề nghị Ủy ban Nhân dân huyện trình Ủy ban Nhân dân tỉnh duyệt. Cần vận động sắp xếp các hộ gia đình ra khu ở mới thành khu dân cư, khu du lịch sinh thái kiểu mẫu. Trước mắt là cần tiến hành di rời trước 2 hộ đang nằm ở trong mặt bằng triển khai thực hiện dự án xây dựng năm 2021 để công trình được triển khai theo đúng kế hoạch. Trên cơ sở phải đảm bảo quyền lợi chính đáng và đúng quy định. Chính quyền xã, thôn bản và các tổ chức quần chúng tại xã Chí Năng cần tích cực tuyên truyền vận động các gia đình sinh sống tại làng 327 hiểu và thực hiện đúng đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước cùng với mục tiêu phát triển của địa phương. Trong thời gian tới, các đơn vị phòng ban liên quan cần chủ động tham mưu với Ủy ban Nhân dân huyện thực hiện các bước tiếp theo để bảo đảm vừa có mặt bằng thực hiện dự án, vừa bảo đảm quyền lợi và lợi ích chính đáng của người dân.